quan trọng nhất vẫn là không khí đúng không ạ? Tối nay mình đừng có ngồi yên một chỗ, mình phải say. Thứ nhất là phải say đúng không ạ? Thứ hai là phải xỉn. Thứ ba là phải uống. Nói chung uống sao để cho ban tổ chức có tiền. Ban tổ chức ơi, bây giờ em làm mồi cho mấy chị rồi đó. Hãy cho em một chai bia uống với mọi người nào. Chúng ta đồng ý không ạ? Mùi nghĩ bây giờ phải nói chút men lên nó mới vui được. Người ta nói thế có một chai bia thôi em. Không thế này. Nói chung bây giờ ai mà tặng hoa sẽ được một gái. Ai tặng một bó hoa sẽ được bóp tức một gái. Ủa chai bia của em nó rồi, cảm ơn cho em đôi thứ nha. Đôi thứ ai biết được em đi. Biết hả? Cho nguyên chai đi. Cho nguyên chai đi, ai biết bỏ gì vô trong đó. Uống xong nhả năm chục đây, ai chịu, chắc gì em. Ok, rồi khi đang say tình yêu mới, em có còn nhớ chuyện ngày xưa? Oh,
em chịu từ nhà em luôn nữa, cái này chỉ gấp đôi thôi. Em thấy này đừng nãy giờ là chị có lợi nhất nha. Mỗi người lên đây đều tặng một bó hoa, có ai sợ tặng nguyên bó hoa được không? Đến em luôn nè. Ủa chồng chị hả? Tại sao chồng chị em không đến em? Cảm ơn rất là nhiều quý vị tuyệt vời quá đi. Hôm nay mình nghĩ là giống như là mình hát cho gia đình, chứ còn phải hát cho các người hát nữa. Cho nên nếu